Năm nay là tròn 10 năm Thầy đến Hoằng Pháp tại Úc Châu. Chúng con nhớ lại năm 1986 Thầy đến Úc Châu để ban cho chúng con ân điển trong khóa A Di Đà. Và năm nay là 6 năm sau Thầy đến đây để chung thiền với chúng con trong khóa tịnh khẩu. Tuy chúng con ở Úc Châu rất xa xôi so với các châu khác trên thế giới, nhưng tài liệu tu học của khắp các nơi gửi đến chúng con được luôn luôn sống trong hồng ân và thanh điển của Thầy. Nhưng cơ hội để được chung thiền với Thầy thì chúng con chưa được một dịp nào để được cùng chung thiền với Thầy. Lý do thúc đẩy chúng con tổ chức khóa tịnh khẩu hôm nay là khi nhìn các khóa sống chung hòa bình ở các nơi trên thế giới, chúng con đã thấy Thầy dạy dỗ rất nhiều, có rất nhiều bạn đạo đã thực hành đúng theo lời Thầy dạy, đã đạt được sự thanh tịnh. Chúng con đã nghe đi nghe lại nhiều lần các lời giảng của Thầy trong khóa A Di Đà, thì chúng con thấy rằng muốn đạt được thanh tịnh phải nắm được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Chương trình của khóa tịnh khẩu hôm nay, chúng con có 7 ngày tịnh khẩu, chỉ có một mục đích duy nhất: để đạt được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, để tiến niệm Phật ở trong tâm, ở trong trí được vang rền. Chương trình của 7 ngày tu học rất là khó khăn và cam go. Chúng con phải ngồi thiền
suốt 3 tiếng đồng hồ. Trong sự che chở đùm bọc bằng thanh điển của Thầy, chúng con rất bậm gan nêu lên chương trình như vậy. Có kẻ, có người ngồi nổi, có người ngồi không nổi, nhưng con tin chắc rằng được ngồi thiền trong dòng thanh điển của Thầy thì tất cả mọi người sẽ mang cái sự thanh nhẹ này suốt đời, và mang cái cảm giác cộng điển này, thiền chung này về nhà mình và nắm đó là một cái bằng đạp tiến lên. Nên chúng con không biết nói gì hơn để cảm tạ ơn Thầy. Trong những ngày sắp tới đây, chúng con hoàn toàn giữ thanh tịnh trong 16 giờ đồng hồ để được 6 giờ thiền chung với Thầy trong hai lần như chương trình đã đưa ra và mọi người đã nắm chương trình. Và chúng con được đi niệm hành 2 tiếng đồng hồ trong ngày với Thầy. Con mong rằng chương trình này sẽ là một chương trình thiền thất cho tất cả mọi người nắm cái chương trình này để mang về thực hiện, không phải 7 ngày hôm nay rồi thôi, mà sẽ cứ 7 ngày liên tiếp trong suốt 365 ngày. Qua bao nhiêu kinh nghiệm tu tập trên thế giới, chúng con không có lời nào để diễn tả được sự thương yêu của Thầy. Dù khổ cực đến đâu, dù xa xôi đến đâu, Thầy cũng vì chúng con. Và bây giờ thể hiện một cách thiết thực nhất là Thầy vì chúng con ngồi đây với chúng con. Chúng con xin ân cần tha thiết nhận lời huấn trường khai mạc khóa tịnh khẩu của Thầy. Xin thành duyên lành của các bạn tự thức tâm hướng thượng tổ chức một hội tịnh khẩu, muốn biết được sự thanh nhẹ vô cùng của mọi cá nhân nhân dịp từ về đây, phân tách chút ít cho các bạn thấy rõ tại sao chúng ta cũng là con người và không thích đua đòi như trong xã hội loài người càng ngày càng đóng đua đòi mà không ý thức được căn bản nguyên lý của tâm linh. Ngày hôm nay các bạn đã qua những khóa thanh lọc sức khỏe rõ hơn về tâm linh. Tâm linh, chúng ta muốn nắm được cái chìa khóa tâm linh để tiến qua tới vô cùng, chúng ta đã ý thức rõ ràng cuộc sống của chúng ta hiện tại ở trong cái thể xác này luôn có những cái gì, luôn có những năng tất cả của vũ trụ nắm gộp, mà trong đó tâm thức của chúng ta chủ điện năng sự hoạt động của mình. Thì bây giờ chúng ta làm sao cho nó ổn định? Vì cái nhẹ nhất là tâm thức. Muốn ổn định tâm thức thì phải làm sao? Phải dùng nguyên ý cảm thông trời đất người ba cõi, thấy rõ ràng đều ở sống ở trong điện năng, chứ không phải sống vì đồng tiền hay vì căn nhà. Chắc cuộc đời để cho chúng ta thấy, thấy đạo, sống đạo, mặc đạo, rồi phải có chỗ đi đâu. Chúng ta đi mưu tìm sự thanh nhẹ trong cơ tiến hóa. Chúng ta thấy rõ, chúng ta có cuộc sống rồi. Hai điểm quan trọng cuộc sống chúng ta có và có cuộc chết chúng ta chịu có. Mình chết phải thanh nhẹ, ý thức được một chút là phải tìm được nguyên lý thanh nhẹ. Cho nên các bạn đã bỏ công ra nhắm mắt tìm lại căn bản thanh nhẹ của chính mình và buông bỏ thế sự. Thế sự là gì? Không quán thông được, không hiểu được,
lục đục trong sự tranh chấp mà thôi. Ngay cả vợ chồng, gia đình ban đầu nó thương yêu mà rốt cuộc không giữ trọn đời thương yêu, làm ra trách móc đổ vỡ. Thì chúng ta thấy để chúng ta đã xa lìa cái căn bản điện năng tâm thức của chính chúng ta. Bây giờ chúng ta mất rồi, bây giờ phải làm sao đây? Phải khôi phục lại điện năng đó. Mà khôi phục bằng cách nào? Bằng cái ý lực mạnh mẽ. Tại sao mọi người nói Đức Phật ai cũng thích? Vì lãnh vực thanh tịnh chúng ta có, lãnh vực từ bi chúng ta có, mọi người đều có, đồng đều như nhau. Đã mang khối óc ở trần gian, trời Phật cho học ăn uống để hiểu, do đâu mà có nuôi dưỡng tôi, do đâu mà có để tôi ý thức. Cái thức tâm là cái căn bản. Và khi chúng ta thức tâm được rồi, chúng ta phải giữ cái mầm mống đó để tiến hóa. Cái bản chánh của chúng ta là vô sanh. Khi mà các bạn thiền nhiều rồi đây, biển cho lặng bên trong nó phát lầm cho riêng, nó gọi là thằng lần lần, thì nó sẽ lắng tất cả những sự trầm trực đã mang nhiều kiếp trong nhiệt tâm cho nó phát triển ra. Lúc đó các bạn mới thấy ánh sáng. Thì các bạn mới nhận định rằng các bạn là vô sanh, không có ai có thể chế các bạn được. Lúc đó bạn có cơ hội đó. Đăng như Lai Phật Độ thanh nhẹ rồi, chúng ta không có đi đâu nữa hết. Chúng ta đi về gốc, hòa tan với ánh sáng từ bi. Lúc đó tiên thanh nhẹ. Và hằng ngày hằng đêm chúng ta không có nuôi dưỡng cái gì hơn là cái ý lực vô sanh mạnh mẽ, trường sanh bất diệt đó, thì chúng ta sống ở thế gian cũng như địa đạo. Một nhóm người chúng ta chiếu tu như vậy, chiều thiền như vậy, thì anh em chúng ta sẽ vui như lắm. Đời chúng ta nghĩ không có chấp nữa. Cho hiểu được nguyên lý điện năng, thấy rõ ràng vũ trụ vật chất đang tiến hóa, tâm linh chúng ta đang thực hiện để được tiến. Thì ngày đêm lên nó để đi con đường trắng thay vì con đường tà. Không phải tu mà nói lý này lý nọ, đâm ra bị kẹt cái trong cái lý mà không phát triển, mà thực hành mới có sự phát triển. Cho nên các bạn thiền qua những cơn thiền và hiểu được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, nó là thanh nhẹ. Chúng ta dùng cái ý lực đó, chúng ta niệm lấy cái điển của giáo dục, cái điển cơ tạng hàng ngày, ăn uống này kia cái nọ, được lắp lại trật tự. Trật tự là gì? Là thanh nhẹ. Một số người chung sống hôm nay mà không có trật tự thì không được, chúng ta có trật tự. Chúng ta nói một lời là đồng nghe hết. Đồng thanh tướng, đồng khí tương cầu. Mình đã đúng được luật trời, mà cái thể xác của chúng ta cũng được. Có làm việc, có nghỉ ngơi theo cái chiều hướng chấn động của cả càn khôn vũ trụ. Thì chúng ta niệm Phật thì chúng ta theo cái chấn động đó để tiến hóa, thì lúc nào chúng ta cũng thành tựu. Cái người tu nói tu vô vi, ban đầu tôi nói cho nhiều bạn nghe những lời giảng của tôi, phải thực hành tôi mới nói được. Mà nhiều người chưa thực hành, dùng lý thuyết chê bai vô vi thép rồi đâm ra trầm trượt, hướng về con đường dục, ấp lãng quẩn không có phát triển. Mình nhận cái pháp để thực hành pháp, chứ không phải nhận lý thuyết để cải lộn. Cho nên quá khứ ở Úc Châu các nơi cũng đều bị vấp phải những cái chỗ đó, cũng lập hội hè, nhưng mà anh em không có ý thức được. Khi chúng ta ý thức được, không một lời cái gì nữa, tôi chỉ lập tu để giải thoát. Chúng ta đồng tu đồng tiến, đóng góp một lần cầu nguyện cả thế giới hòa bình, thì cái luồng thanh quang, luồng điển chúng ta mới hòa tan trong thanh quang của Thượng Đế để đạt được.
Mỗi khi tôi thấy đại hội nào, hội hè nào cũng réo tên Thượng Đế mà không thực hành đúng như Thượng Đế, réo tên Phật mà không thực hành đúng như Thượng Phật, như Phật, tức là mình đi sai đường, không đúng. Cho nên hôm nay các bạn tổ chức như vậy cũng rất thích hợp để cho con người có cơ hội và có một cái điều kiện tốt đẹp như hôm nay để thực hành pháp lý vô vi và đào sâu chiều hướng tiến hóa của tâm linh. Đó là chuyện cần thiết. Chúng ta thấy rõ sanh trụ hoại diệt, một thời gian rồi mọi người cũng sẽ bỏ xác ra đi. Và ngày hôm nay chúng ta ý thức được rồi, nền tảng văn minh Phật pháp được thể hiện mặt đất, và chúng ta ý thức được rồi, chúng ta nắm cái đó mà chúng ta đi. Chúng ta đi về quê căn bản của chúng ta, có nơi cái chỗ không phải là cái chỗ tranh chấp này, mà tranh chấp này rất hữu ích. Tranh chấp để chúng ta học sự nhịn nhục. Các bạn tranh chấp của đời khổ quá, đi làm dằn dặt quá, nhưng mà việc thiền an ổn trở lại, lập lại trật tự. Chúng ta nắm được cái pháp, ta nhận cái pháp để đi rồi, cũng như là tới giờ là phải đi làm, tới giờ chúng ta phải thiền. Thì liên tục như vậy, các bạn ở thế gian đi làm, các bạn cũng có nhà ở, có tiền, có quần áo mặc. Mà các bạn liên tục thiền như vậy thì các bạn cũng có quần áo mặc của trời, quần áo là vĩnh cửu, kim thân bất hoại. Tại sao mình không học mà mình không làm cho mình? Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, chúng ta có cả hai, có sắc, có pháp để thực hiện đi tới khứ trực lưu thanh. Thanh là phần nhẹ. Phần nhẹ đi đâu? Phần nhẹ đi về trời. Phần nặng hoạt động là hoạt động. Chúng ta ý thức rõ thì khi mà chúng ta chấp nhận đi làm một việc gì phải tận tâm tận lực phục vụ. Vì chúng ta chấp nhận là chúng ta thấy rõ ông trời cho chúng ta cái pháp. Thì chúng ta có thể thấy rõ ông trời chúng ta cho chúng ta có công việc làm. Chúng ta phải tận tâm, chúng ta mới cảm thức cái việc làm này do trời độ, có giá trị. Thì chúng ta không bao giờ bị phiền ngủ trong tâm. Đó là người tu vô vi. Làm ngày làm đêm không sao đâu, càng ngày càng thức tâm. Tôi tu tới ngày hôm nay ba mấy năm đó, đêm nào bỏ đó, đêm nào cũng thực hiện đứng đắn như vậy. Nên được đôi là nói cho các bạn nghe. Nên các bạn phải hiểu rõ ràng khi mình tu thiền không có mệt nhọc. Thấy rõ cái tôi đang làm. Tôi đi về cái cảnh vô cùng tận của tôi. Và tôi đã quán thông lấy tôi. Tôi đang ôm một bộ luật trời trong cuộc sống hiện tại. Tôi phải làm cho cái xác này được êm ả. Khi ngồi đó, nó có những trở ngại. Trở ngại là khi chúng ta niệm Phật mà không hiểu nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Hiểu được nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật là về điển để giải mở tất cả những cái sự trần trực bám trong tâm của chúng ta. Rồi giải nghiệp tâm, chúng ta thấy thanh nhẹ. Không có bị trở ngại. Các bạn thiền như các bạn ngủ trong một giấc ngủ triền miên, nhưng mà thức triền. Ngủ triền miên là phải sáng, thức triền miên là để cái tâm các bạn mới tiến tới sự thanh nhẹ. Bồ Đề Châu là sự phát. Tất cả điện năng của thân chúng ta hướng thượng quá giải, nó mới tiến được. Còn điện năng của chúng ta cứ ôm ấp trong sự lo âu mà thiền để tạo động. Nó đâm ra nó diễn tả những cái lý luận bất chánh làm cho tâm chúng ta bất ổn. Chúng ta phải hết sức hướng về con đường điển thanh tịnh để đi. Thì chúng ta thấy là muốn đi đến tới đó phải thả buông thả lắm tất cả. Có áp thần kinh cho chúng ta nó đúng theo nhịp nhạc của vũ trụ tiến hóa. Có tối có sáng để tiến hóa không sao.
Thì hôm nay có duyên lành, tôi được các bạn cho tôi có một cơ hội nhìn lại những người đã có tâm tu, muốn đạt nhưng không biết làm sao đạt, luôn còn chúng ta có một chút thôi, ý lực của chúng ta, ý lực hướng về thân tâm, buông bỏ tất cả trần gian, chúng ta niệm Phật chúng ta hiểu được. Nếu niệm trong niệm lúc niệm Phật mà nghĩ chuyện thế gian không đúng, chúng ta không phải người thế gian. Ở thế gian không ai chế chúng ta được. Có duyên nghiệp đàng hoàng, có đến có đi. Chúng ta phải ý thức rõ chúng ta ở cõi tạm này đang học nhịn nhục và tiến hóa. Chúng ta chơi đang học, các bạn đang học. Làm mẹ, làm vợ là học, làm chồng cũng là học. Chứ không có cái gì sung sướng đâu. Đang học nhịn nhục để thăng hoa, cái đó là kinh vô tự. Hằng ngày chúng ta trực diện kinh vô tự mà không ba phần. Tôi hy vọng cái khóa tu thiền này sau này các bạn về cả ngày càng tôi mặt thành trực diện với hoàn cảnh mới thấy hoàn cảnh là tốt, hoàn cảnh là ân sư giải mở cho chúng ta từng ly từng tí. Mà sự nhìn nhục của chúng ta là cuối cùng chiến thắng tất cả những sự thiệt tâm ngoài cảnh. Không nhiều gì hết, những người tu vô vi một năm qua một năm còn nghe qua những lời giảng giải của tôi từ khúc này đến khúc kia khúc nọ, tùy duyên đo hạch mà tôi nói, thì các bạn nắm đó, các bạn đúc kết lại đi, không có sai một ly. Vì lời giảng của vô vi không được đặt, không được suy nghĩ, phải tự nhiên phát quang ra mà nói chuyện. Thì các bạn sẽ trở về tự nhiên và hồn nhiên. Khi mà các bạn trở về tự nhiên và hồn nhiên là cái đạo các bạn nó nằm lòng rồi. Bật sông về đạo thì không có nạn ở thế gian, lúc nào cũng an vui thân vậy. Có, không, không, có, không, không có đâu. Lúc nào cũng thân nhẹ tu tiên. Cuộc đời là tạm mà. Thế gian đô thị giả không có thật. Vạn sự trên đời là không. Phải nhớ vậy. Chúng ta nên niệm Phật để trở về với không, trở về với thanh nhẹ, thì nó mới khai mở ánh sáng trong nội tâm. Khi mà khai mở ánh sáng nội tâm rồi, các bạn mới thấy của chánh của trời có, không phải của thế gian, của chánh có trong tâm thức của chúng ta. Người nào cũng có thể về được, người nào cũng có thể tu được. Không phải nên người giàu mới tu được mà người nghèo không tu được, thế là không có. Người nào có là khối óc và tu hai mọi được. Cho nên chúng ta có những bài hát hầu nhiên như vậy để cho chúng ta ý thức khai thông khối óc, không còn si mê nữa. Còn khối óc không khai thông thì vẫn còn si mê. Thế nhưng người tu vô biên không chịu thiền, ôm lý thuyết rồi tạo dục, không phát triển, tự hại mình thôi. Không có ai hại mình hết, chính mình là người tự hại và tự cứu. Cho nên các bạn đã nắm được cái pháp đó là may mắn nhất. Nắm cái pháp cho một kiếp người, cho nên không có nên bận động. Nay tôi ngồi đây, tôi thấy thiền hoài mà không có tiếng, tôi nhảy qua cái pháp khác để làm gì các bạn ơi? Cũng là bắt đầu mà thôi. Pháp nào nó cũng có kiểu của nó. Cái xác vô bạn tay chân như vậy mà bận áo nào vô nó cũng vừa ấy. Cắt con một kiểu đó thôi, dài với cục thôi. Mình đi rốt cái cục thanh nhẹ của mình không đi, mình đi chạy kiếm cái dài nó còn khó. Tự sửa để tiến hóa mà chưa đi tới đâu, còn ý lại để người ta tới dắt mình, cái đó còn lâu lắm. Bởi vì ta tới dắt mình không thanh nhẹ, mình đâu có đi được. Phải tự lường gạt không? Người tu vô vi phải ý thức rõ là mình tu một pháp để giải tới thanh nhẹ. Phải cố gắng là bất cứ trở ngại nào cũng cứ vào. Lúc chết
càng rộng ràng, thanh nhẹ. Nhiều bạn đạo đã cố gắng tu, đã cố gắng niệm Phật, lúc sống đã thấy khỏi bên kia, rồi ra đây, ra đi, người vẫn tiếp tục tu trên khỏi thanh nhẹ. Hỏi cái đó là phải tu biết bao nhiêu kiếp, nhưng mà một kiếp này nó đã đạt được. Các cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật rất hiếm có. Cho nên nhân thân năng đắc pháp Nam Mô, chúng ta có pháp, có thực hành đúng cái pháp chúng ta. Mà nếu thực hành không đúng cái pháp của chúng ta mà đâm ra hướng về một cái pháp khác, là nó chạy một vòng mất 50-60 năm mới có thể trở lại. Tu hoài không tiến, pháp này 60 năm chạy qua pháp kia 60 năm nữa, người ta có thể sống được mấy trăm năm được, mấy chục năm thôi, mà mình xài phí quá thì ủ cho một kiếp người, có cơ hội không tiếc. Cho nên các bạn ạ, tới đây phải ý thức rõ cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, nó đưa cái tâm thức các bạn trở về không và sáng suốt, trở về không mà sáng suốt, nắm vững đường đi. Chứ không phải là tôi nghe qua vậy, tôi ráng tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, tôi niệm tôi phải ý thức cái Nam Mô Di Đà Phật. Nam là sao, Mô là sao, tôi đã nhấn trong Kinh A Di Đà về điển thế giới thôi. Chúng ta không phải nói về cái chuyện đấm đa thế gian, lý trước đấm đa thế gian chúng ta không có. Về ý lực thanh quan, thanh quan tiến hóa, về điển giới, chúng ta mới thấy trọn cái cảnh của chúng ta. Và nhờ đó chúng ta mới thấy tu óc sáng quan tâm được. Tu theo Phật thì phải cái trí sáng. Phật là gì? Phật là con người. Cái óc con người thì chịu tu. Mà Phật đã tu thành thì chúng ta là người đang ôm cái óc, thì chúng ta khai triển cái óc chúng ta, chúng ta không thể đi được Phật được. Phật là thanh nhẹ chứ có gì đâu. Nhiều người quan trọng ông Phật. Chúng ta hướng thượng, chúng ta biết, chúng ta đi về quê, cần về quê thanh nhẹ, an lạc. Ở thế gian là chúng ta đang cũng như người đang đi từ cái chân núi đi lên trên đỉnh núi. Thế nào cũng có mệt nhọc, nhưng cái mệt nhọc không cần thiết, lúc thiền đó, bất cứ chuyện gì xảy đến cũng vậy đó thôi. Ông hào rào rồi đâu cũng sẽ vào đây. Tôi nắm được cái nguyên lý đó thì các bạn sẽ thiền được gì. Gần đây ở bên Pháp, bạn đạo cũng tổ chức những khóa như thế này. Người ta có thể thiền từ 6 giờ tối tới 5 giờ chiều mai. Bây giờ 6 giờ tối mà thiền tới 5 giờ chiều mai. Nhưng đó là người trẻ mà họ làm được. Họ ý thức được nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, họ vui. Họ cũng chơi vui mà chơi vui trong thanh nhẹ, không có chơi vui trong động loạn. Đó, chơi vui một kiếp rồi thăng tiến là vậy. Phải biết cái giá trị của chính chúng ta, và chúng ta càng ngày càng làm ổn định được cái khối óc của chúng ta. Chúng ta không có muốn làm phiền bất ai, không có phê bình ai, và không làm sự động loạn cho chính mình. Đó mới thấy rõ giá trị của cuộc sống hiện hành trong chu trình tiến hóa. Vậy tôi xin tuyên bố khai mạc cái khóa này, chúng ta chung thiền theo trong quy định. Thầy cho con phút làm bài thơ tu thiền tỉnh khẩu của Đức Thầy. Phần mình
phân minh đời đạo hành trình cảm thông trời Phật chính mình lo tu giải thông trí tuệ chẳng mù thực hành chân pháp trùng tu hoài hoài chân tâm khai ngộ thanh đài khai thông tự tiến cùng chung cải tiến tâm linh vô cùng tiến hóa cảm ứng luận ngã trời tâm tư thấu triệt sáng ngời quy thiên bổn cảnh đời 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 yên đã vui hồn minh chân cảnh đạo mùi rèn chui từ thiện an vui tâm má vạn linh khai triển sanh tồn quý Phật pháp giải tồn giải tồn giải tồn si á mê cảm thông nguyên lý muôn bể lui về thanh tịnh chẳng mê chuyện ná đời thức tâm khai mở nhất thời cảm thông thiên địa chẳng rời tâm hóa tu Atlantic City ngày 29 tháng 9 năm 1992 quý thương Đức Thầy Lương Sĩ Hạnh.